Đây, hello anh em nhé. Hôm nay thì lắp một số thứ phụ kiện cần thiết cho chiếc xe Hyundai New Mighty N250SN mới đét luôn. Toàn bộ xe Hyundai N250SN, tranh một phút nhé. Toàn bộ Hyundai N250SL thì chiếc xe mới đét như này các bạn này. Thì nó sẽ có một số những bộ phận mà anh em bác tài cần thiết cho xe mới mua lăn bánh ra khỏi khỏi hãng. Ví dụ như là thế là một cái tay gương tròn để hỗ trợ đầu xe này, hai gương vuông bé nhìn hỗ trợ sườn xe. Và bên trong cabin thì chúng ta cần làm gì ạ? Thì mình thấy các bác tài hay mua là thảm nó sàn rối đây. Nhà mình đã design sẵn cái thảm sàn rối các bạn nhé. Vừa khít luôn các bạn này, rất là dày luôn, rối rối tây luôn. Rối Hàn Quốc dày dặn luôn các bạn này. Rất là dày luôn, êm chân các bạn nhá, sạch sẽ luôn. Rối và thảm táp lô là những cái mà các bác tài khi bước chân ra khỏi khỏi hãng thì thường làm, và cái bọc vô lăng nữa. Đó, hôm nay đầy đủ hết các bạn nhá. Đây thảm nó sàn này các bạn này. Đấy, những phụ kiện cần thiết cho chiếc xe L250 lăn bánh. Đó các bạn ơi, hôm nay thì mình sẽ lắp cái gương tròn, hai gương vuông bé đấy, và thảm tăng sàn, thảm tấm lô. Đây thảm sàn các bạn này, đẹp không các bạn? Đấy, vừa khít luôn các bạn này. Đó các bạn nhé, vừa khít luôn. Bọc vô lăng nữa, thảm tấm lô đính đá luôn. Cái này thì đặc quyền nhà mình các bạn nhé, mình đặt đặt hàng đúng là chuẩn luôn, rất là sang chảnh các bạn ạ. Đấy, như các bạn nhìn đẹp không? Đó, ok cho các bạn. Đấy, và đây là L250SL mới đét các bạn nhé. Đó, hôm nay thì mình sẽ làm thêm chai một số thứ đồ cần thiết như bôi về che mưa. Đấy các bạn nhá, tí mình sẽ làm xong mới chỉ cho mọi người những cái thứ mà bác tài hay lắp vào chiếc xe L250 nhất trên thị trường hiện nay. Đấy, và lắp rất đơn giản thôi các bạn này. Đấy, rất đơn giản luôn. Đấy, mấy cái phụ kiện này thì lắp cực đơn giản, anh em có thể về nhà tự lắp lấy các bạn nhá. Đó, mà không cần khoan đục đéo hay là bắt kiểu chế chắc gì cả, bắt phát là vừa zin luôn. Ok anh em nhá. Đây mình sẽ bắt vào cho các bạn xem và tí mình sẽ chỉ cho các bạn. Đây, chú lắp các bạn nhá. Cảm ơn các bạn xem kênh của mình. Thì toàn bộ những chiếc xe N250 mới đét ấy thì mình thường thường mình sẽ lắp cho anh em một số cần thiết. Hôm nay mình chỉ lại các bạn toàn bộ đồ mà lắp cho bạn nhé. Và lắp thì đơn giản luôn, thế là hai gương vuông bé. Gương vuông bé này thì các bạn có thể xoay vị trí tròn, xoay tròn các bạn nhé, xoay tròn này. Đấy, các bạn xoay tròn nha. Đấy, các bạn xoay tròn. Đấy, nó xoay tròn các bạn nhé, xoay tròn đang có cái độ và bắt vào cái vị trí này các bạn nhé. Con bắt được vị trí cuống này này. Đấy, rất đơn giản luôn. Trong này sẽ có hai căn nhựa này. Con bỏ căn nhựa này trực tiếp đây cho mình nhé. Đấy, con cái thứ hai là cái gương tròn thì các bạn sẽ bắt trực tiếp vào đây. Rồi, đây này các bạn này. Đấy, các bạn tháo nó ra đặt khỏi nó cho mình. Đó, vừa kít oxy luôn các bạn nhé. Và không cần để chế cháo gì cả. Đây, gương tròn này các bạn này. Đó, các bạn thấy gương tròn. Đấy, và cái về trên bên cửa thì không thể thiếu được xe tải các bạn nhé. Không thể thiếu được xe tải luôn. Đấy, còn cái thứ hai nữa là khi bạn vào trong cabin ấy, đang nhìn đi. Quay ngang luôn nhá, em nhìn thấy rộng nhá. Không quay thế nào? Ok. Em đôi gì lắm? Có ông băm à? Ông băm à? À chắn bùn đi. Chắn bùn sau à? Ôi chết rồi. Em quay dọc. Chắn bùn sau anh lại đang hết mất rồi. Thế rồi á? Thế vào trước rồi. Rồi hết thì lúc khác quay lại. Rồi, quay đi được không? Thế thôi, mỗi cái đôi gì. Thế đi thì mai, chiều mai quay lại cho anh. Chiều mai nhá. Chiều mai thì cảm ơn. Okay, anh có vào trước đấy, mai quay lại rồi anh. Đi lắp thì là phải lắp trước sau luôn. Được, thế chiều mai quay lại nhá. Anh cảm ơn em nhiều. Quay dọc luôn anh ta ạ. Quay dọc à? Quay dọc luôn, quay dọc nhưng mà phải không có vào đây thôi. Thôi 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 thôi. Đẹp đẹp đấy, đẹp đấy. Được chưa? Okay. Thế nhưng mà cái gốc trên phải con nào? Được, được nhỉ? Thôi, được, ok, ok. Đấy, đây nha các bạn, cái vuông bé này. Đấy, trong cabin thì chúng ta sẽ có thảm tắp lô. Các bạn nhé, bọc vô lăng. Đấy, và thảm sàn các bạn. Đấy là những thứ mà quan trọng cần thiết cho một chiếc xe có tài hay mua khi mới ép ra khỏi lăn bánh. Đây, xe em trai vừa lăn bánh khỏi hãng các bạn nhé. Đó, cảm ơn trai rất nhiều luôn. Cảm ơn nhá, chạy nhá. Đó các bạn nhá, đây toàn bộ những cái thứ mà anh em L250 hay lắp các bạn này. Đó, nó hỗ trợ được toàn bộ những cái anh em cần thiết tính toán được. Anh em trai nhá. Anh em ủng hộ mình nhá, theo số này là 09788 2307.